ngày càng có nhiều phụ nữ bước vào chính trường Nam Dương, tên tự Jakarta. Sau khi làm việc như một người mẫu cho một tạp chí người lớn hơn 3 năm, cô Destiara Talita đã quyết định trở thành một chính trị gia. Cô gái 26 tuổi đang tranh cử một ghế dân biểu trong tỉnh Tây Java của Nam Dương cho đảng Tư pháp và Thống nhất. Cô là một trong những ứng cử viên nổi tiếng tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp vào tuần tới. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các gương mặt nổi tiếng chỉ được đưa ra để thu hút phiếu bầu. Nhưng cô Talita nói cô quyết tâm thực hiện một sự thay đổi cho đất nước và cách tốt nhất để thay đổi là đi vào hệ thống có thẩm quyền để soạn thảo các chính sách để thực hiện những thay đổi. Cô Talita nói thêm rằng rất là khó khăn để thuyết phục phụ nữ trở thành một nhà hoạch định chính sách trong một đất nước mà người đàn ông thường là trung tâm của sự chú ý. Do đó, để thực hiện một điều khoản pháp lý được thiết lập trong năm 2008, nói rằng phải có ít nhất 30% phụ nữ trong tổng số các ứng cử viên chính trị của mỗi đảng. Nhiều đảng phái chính trị đã vội vã tuyển dụng bất kỳ người phụ nữ nào muốn tham gia vào cuộc bầu cử. Sự gia tăng số lượng ứng cử viên phụ nữ có thể đem một làn gió mới vào quang cảnh khô khan của chính trường của nền dân chủ lớn thứ ba trên thế giới, vì họ rất nhạy cảm với các vấn đề xã hội, đặc biệt là ở một quốc gia đang gặp khó khăn với sự chênh lệch giàu nghèo. Để đào tạo cho phụ nữ kỹ năng đưa ra quyết định, một loạt các cuộc hội thảo đã được tổ chức trên toàn quốc bởi chính phủ, bởi các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, bà Anna Marquardt, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Nam Dương nói rằng, mặc dù các ứng cử viên phụ nữ được giáo dục tốt và biết quyền lợi của mình, nhưng họ vẫn bị cản trở bởi truyền thống của chế độ gia trưởng. Hơn 80.000 ứng cử viên phụ nữ được dự kiến sẽ tranh cử cho cuộc bầu cử diễn ra vào thứ Tư, ngày 9 tháng 4.